Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Chứng minh nội dung Du Già Bồ Tát giới hôm nay, mời các vị lắng nghe giới khinh số 6 không bố thí pháp. Chúng ta biết rằng ở trong các giới khinh này bàn về lĩnh vực chướng ngại bố thí. Chướng ngại bố thí, ở trong lĩnh vực chướng ngại bố thí này nó có 7 giới. Đây là giới thứ 6 ở trong lĩnh vực chướng ngại bố thí. Nội dung giới khinh này nêu như sau: Bồ Tát, khi có người khác đến cầu pháp do bởi tâm tư hiềm hận, tâm tư thù nghịch, bị biến chất bởi tật đố, nên không bố thí pháp cho người ấy, đó gọi là có phạm, có vi việc. Đây là vi phạm thuộc nhiễm. Chúng ta phân tích một chút để chúng ta hiểu ý nghĩa của giới khinh này. Trước tiên, chúng ta thấy ở trong cuộc đời sanh tử luân hồi, làm sao mình không mắc phải lỗi lầm, và từ lỗi lầm ấy giữ chân mình trong sanh tử luân hồi. Do vậy cho nên chúng ta phát tâm cầu thọ thánh giới Như Lai. Chỉ có khi nào chúng ta gửi thân mình, tâm mình ở trong thánh giới của Như Lai, nó được miêu tả bởi một lộ trình, miêu tả bởi những cái con đường định sẵn, và chúng ta cứ như thế mà hành trì. Cho nên chúng ta thấy rằng Du Già Bồ Tát giới, Thế Tôn khẳng định đây là những pháp mà chư Bồ Tát ở trong quá khứ đã từng học, chư Bồ Tát hiện tại đang học, và chư Bồ Tát trong tương lai cũng sẽ tu học ở trong đó, không nhiều hơn, không vượt quá. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần y vào lời dạy này một cách thông suốt, và chúng ta tránh những cái điều mà ở trong này đã khai thị chỉ dẫn, thì chắc chắn chúng ta sẽ có phước báo. Ví dụ như một người khác đến cầu pháp, chẳng hạn như chúng ta biết thế nào là quy y, chúng ta biết như thế nào là Phật Pháp Tăng, chúng ta biết như thế nào là thiền định, như thế nào là niệm Phật, chúng ta biết như vậy, hoặc giả chúng ta hiểu về lý nhân quả luân hồi duyên khởi, chúng ta biết rất nhiều thứ phải không? Tại vì chúng ta học sơ đẳng trung đẳng rồi mà, chẳng hạn như vậy. Thì ví dụ như các người ta hỏi mà mình hiềm hận, mình ghét mình không chỉ. Mình nói có muốn thì đi học đi rồi biết, công người ta học cô khổ cực hỏi gì. Chẳng hạn như vậy phải không? Ví dụ như có thể mình ghét mình không chỉ. Có những trường hợp như vậy chứ không phải không có. Hồi lúc là lúc thầy mới có ra nhận chùa trụ trì, bốn sư đó lại. Thì thưa các vị, lúc đó có một cô Phật tử, cô này cô có cái năng khiếu là phục nguyện hồi hướng, và cô rất là thích làm chú lễ. Lúc đó có nhiều Phật tử cứ trông chờ cô này, thậm chí có bữa lại cô đi muộn nữa. Ngày nào mà thầy mệt quá tụng kinh không nổi thì nhờ cô tụng,
hoặc giả là buổi tối thầy tụng, nhưng mà ngày 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 đó thì ở chùa tụng kinh một ngày 4 lần, buổi sáng rồi 9 giờ sáng một lần, 4 giờ sáng một lần, 9 giờ sáng một lần, rồi 3 giờ chiều một lần, và 7 giờ tối một lần. Thì 9 giờ sáng với 4 giờ chiều là có hai nhóm Phật tử vừa để mà tụng kinh. Thì thầy nhờ cái cô này để mà dẫn dắt, còn thầy thì lo làm việc xây dựng với thợ. Thì lúc đó cô có khi đi muộn, đi sớm, có khi cô bỏ Phật tử rất là khó khăn. Thành ra hỏi cô là xin cô chỉ cho cái bài phục nguyện. Thì cô mới nói á, cô nói là ở trong kinh chỗ đâu cứ kiếm đó cho hỏi cái gì. Tức là không muốn chỉ ngàn nói vậy đó. Thì mấy Phật tử, các Phật tử hỏi thầy, mới thưa thầy, cô nói vậy á, tụi con không biết tụng kinh mà không có phục nguyện có nên không thầy? Thầy nói khỏi phục nguyện, mấy cô cứ tụng Phật chứng hết. Cái lần sau đó cô nói cô giận, cô giận cô đi hâm người ta, cô nói ông thầy nói vậy là không đúng, tụng kinh mà không có phục nguyện như vậy á là Phật không có chứng. Là muốn gây trở ngại, gây khó dở cho người ta, nó hiểu không? Cho nên cái tâm như vậy là gọi là cái tâm yếm pháp. Tâm yếm pháp, tâm yếm pháp mà chúng ta hiểu như là tôn giả Bàn Đạt, ngài mắc lỗi yếm pháp cho nên sinh ra trong cái kiếp mà chịu đựng cái sự đần độn khó khăn. Đó là do lỗi yếm pháp. Nhưng ở đây chúng ta nhìn xem cái tâm yếm pháp từ đâu mà sinh ra hả? Từ tâm hiềm hận, tâm thù nghịch bị biến chất bởi tật đố, đúng không hả? Hiềm hận người ta, thù nghịch người ta mà không có nói ra, nhưng rõ ràng cái gốc của sự hiềm hận và thù nghịch ấy là nó gì? Nó cái gốc là trong trong tật đố. Tật đố tức là hơn thua, không muốn người ta hơn mình. Và khi mà tâm mình chất chứa những điều như vậy, cho nên người ta hố những điều như pháp mà mình không có chỉ dạy, không có nói ra. Đó gọi là có phạm, có vi việc. Vậy thì phạm là giới hiếu rồi, còn vi thuộc nhiễm là phạm sáu. Bị cái gì nhiễm? Hả? Bị cái gì mà nhiễm? Vẫn chưa hiểu, hôm nay vẫn chưa hiểu giới. Thầy đã nói rằng tâm luôn trong sáng như bầu trời, bị cái gì cho nên mới hành động như vậy? Chữ trong này có vô minh đâu, đang nói là bị tật đố hiềm hận biến chất bị thù nghịch đấy mà, chữ rõ ràng mà sao trả lời kỳ á. Thầy nói cái bí quyết của học là gì, là tâm mình nó luôn trong sáng mà nó bị cái gì cho nên mới hành động, người ta hỏi pháp không nói, bị cái gì? Các bạn nói trong này đang học cái giới này phải nói theo giới này, vậy tự nhiên nhảy đâu giới nào nữa. Lật ra đọc lại đây, Bồ Tát khi có người đến cầu pháp do bởi tâm tư hiềm hận, tâm tư thù nghịch bị biến chất bởi tật đố. Chữ như vậy mà sao không rõ nữa? Như vậy thì cái tâm mình có phải là bị cái gì? Bị sự hiềm hận, bị thù nghịch, bị tật đố này, nó làm nhiễm cái gì nữa? Có phải vậy không à? Rất là dễ nổi giận chứ không phải giỡn. Thì chữ nghĩa như vậy mà không có chịu mà tác ý đúng, không có chịu mà tư duy cho như pháp. Kinh điển nó như vậy đó, mà cái chữ trước mặt như vậy mà tại sao mà tác ý không như pháp? Tất cả các cái giới khác thầy đã nói đi lại hàng chục lần rồi, là tại cái tâm mình nó vốn là như trong sáng, nhưng bây giờ mình sinh hoạt làm sao đỡ cho sự hiềm hận nó chế ngự, đỡ sự tật đố nó xâm lấn trong này. Thì như vậy là nó là phạm gì? Vi phạm là vẫn là thuộc nhiễm. Là nhiễm cái gì? Cái tâm nó nhiễm ô bởi những cái thứ đó, đúng không? Cho nên phải là nhận ra như vậy. Tại sao mà chữ giải mà không biết nữa rồi? Nếu do biếng nhác chơi lười nên không bố thí pháp. Như vậy thì cái tâm là do biếng nhác chơi lười, chứ không phải là do hiềm hận, không phải do thù nghịch, không phải do tật đố. Tôi không có hiềm hận tật đố gì hết, nhưng mà tôi làm biếng. Đó chưa? Nên chữ nó như vậy mà tại sao các vị không có tác ý như 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 cái chữ?
Lỗi do thầy dạy hay là do các vị đỡ đầu? Hả? Ở đây thầy nói thật, nếu như mà lỗi do thầy là thầy phải nghiên cứu cách dạy của thầy. Tại thầy thấy chữ nghĩa thầy thầy miêu tả rất là rõ ràng mà tại sao tác ý lạ vậy? Những cái điều như vậy thưa quý vị, nó biểu hiện cái gì? Nó biểu hiện cái tâm là chất chứa đựng một cái sự tà kiến ở trong lòng của chúng ta. Tức là chánh pháp ở trước mặt, mọi thứ ở trước mặt, nhưng mà chúng ta không tác ý theo chánh pháp. Nhờ trong đầu chúng ta đang tác ý cái gì? Như vậy thì rõ ràng chánh pháp là do miệng thầy nói ra như vậy, lời trước mặt con mắt mình thấy. Giờ này nhãn kinh và nhĩ kinh nó đã ướp vào trong chánh pháp, tại sao cái đầu mình không tác ý lên như chánh pháp? Nhờ là mình bị tâm mình xâm lấn bởi cái tà kiến, cho nên tác ý không biên kiến tà kiến kiến thủ, thấy chưa? Cho nên ta nói đi nói lại là phải đọc, đọc cho rõ để biết được và hành trì. Con người mình cái xấu xa nhất là lòng tị hiềm tật đố, ganh ghét ngã mạn. Đó là những cái tâm đó rất là xấu xa. Nó xấu cho nhân cách của mình mà nó xấu cho, nó làm hại cho người ta. Nếu như mình loại ra hết những điều này ở trong lòng của mình thì tâm mình nó sáng ngời. Và cái tâm sáng ngời như vậy á, thì mình mới tu được, mình mới thành Phật được. Và ở đây chúng ta thấy này, chẳng hạn như bây giờ chúng ta cứ cứ xem đi, ở trong cuộc sống có người người ta xin tiền mình á, là mình cho, nhưng mà người ta hỏi pháp mình không cho. Cũng có người như vậy. Hoặc giả là có người người ta sống thuận theo mình, người ta tôn kính mình, người ta hỏi gì mình cũng nói, nhưng mà khi người ta vô phép với mình, hay là người ta chống nghịch mình, rồi người ta quay lại người ta hỏi giáo pháp một cách thành thật, lúc đó mình như thế nào? Lúc đó xu hướng của mình là mình không muốn trả lời, có phải vậy không? Đó, nó sẽ có những trường hợp như vậy. Cho nên trong bất cứ tình huống nào người ta hỏi giáo pháp của Như Lai là mình phải nói. Mình biết là mình phải nói. Cho nên thầy có kể chuyện, thầy nói hồi đó có một cái vị thầy thầy rất là kính trọng, cũng có một người huynh đệ bất kính với cái vị hòa thượng lớn, và làm nói năng làm những cái việc rất là vớ vẩn, và đi thẩm định cái công việc làm của người lớn. Thầy có nói rằng quý ngài có những lý do riêng của mình không có nên đứng trên cái suy nghĩ của mình để mà mình thẩm định và mình nói như nó sẽ sai đó. Ai cũng có cái chọn lựa quyết định của họ, rồi từ từ sẽ khác đi. Nhưng mà vị thầy này không có chịu nghe lời, cứ đem cái nhận định anh hùng của mình ra để mà bàn xét, rồi sau đó rồi nói những cái lời bất kính vô phép. Sau thời gian 3 4 năm thì đúng thật là công việc nó không phải như vậy, và vị thầy lớn ngài đã đúng. Đấy. Thì lúc bây giờ cái vị nhỏ này tới lân la để xin xóa cái này rồi làm cái kia, thì có nhiều Phật tử họ họ thể hiện cái sự khinh ghét ra mặt. Họ nói giống như là phản bội phản trách mà bây giờ còn quay lại làm cái tuồng như vậy. Thì họ còn xúi vị hòa thượng đừng có tiếp, đừng có nói chuyện nữa. Nhưng mà lúc đó thầy thấy ngài cứ thản nhiên, ngài xin cái gì ngài cũng cho, nhất là xin tài liệu học hành, xin những cái sự chỉ dẫn là ngài đều hướng dẫn tận tình. Thực sự lúc đó mình chứng kiến, mình thấy bản thân mình rất khó vượt qua, rất khó vượt qua. Tại sao ngài lại có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng? Cho nên thầy mới hỏi hỏi tại sao một vị đối xử với ngài như vậy mà ngài làm như vậy, ngài vẫn xử sự tự nhiên như vậy, con thấy ngài cao thượng quá. Ngài nói tôi không có cao thượng mà tôi đang hành du già Bồ Tát giới. Cho nên ngài không nghĩ ngài cao thượng hay thấp thượng gì hết. Ngài chỉ trong giới du già là quy định như vậy, là người ta hỏi pháp là mình nói vậy thôi. Đó, mình không có gì mà phải nghĩ rằng là người ta thương mình hay ghét mình mà mình nói hay không nói.
Tại vì trong ý nghĩ đó nó làm hại cho tâm mình, và nó tạo ra tự ngã, những cái sắc thái đọa đầy trong tâm. Vì vậy cho nên hành du già Bồ Tát là cứ trong du già chỉ như vậy đó, là mình cứ quán chiếu cho kỹ để mình hiểu là nên sử dụng như thế nào trong mọi tình thế cho đúng đắn thì mình cứ làm. Nhưng thưa quý vị, ở đây trong trường hợp mà mình làm biếng, mình chơi lười, người ta hỏi pháp mà không muốn nói, tôi không có ghét anh nhưng mà tôi làm biếng nói, nó cũng có. Hồi sớm thầy cũng có phạm chỗ này, tức là có một Phật tử hỏi thầy: thưa thầy, con là học viên ở trong lớp sơ trung đẳng, thưa thầy, thầy nhờ Phật tử nào gửi cho con cái bài tài liệu của thầy Trung Duẩn giảng ngày hôm qua. Thì đúng là người ta cần, nhưng mà thưa các vị, thầy có thể chịu nổi trong cái khối lượng công việc này không? Mình có thể đi hối một học viên nào đó, phải không hả? Hoặc là mình hối trực tiếp với cái vị thầy giáo thọ đó: ai thứ này ở đâu, ta nói nên đến tại lớp làm quen với một học viên hoặc là lớp trưởng, rồi mình xin email, mình liên lạc khi mình ở xa, cần thiết như vậy. Thì vị này nói là cô không có thì giờ tới lớp. Như vậy thì các vị nghĩ xem là có chết thầy không? Nó mệt hết hơi, lo từ việc lớn tới việc bé, bây giờ phải đi kiếm một người để gửi cái bài cho người đó, một người đó thì ngồi im ở tại nhà do mình không rảnh. Đó. Cho nên thầy đưa số điện thoại cho thầy đưa số điện thoại của thầy Trung Duệ, thầy nói hãy liên lạc trực tiếp với thầy Trung Duệ. Nhưng mà thực sự suy nghĩ ở trong du già Bồ Tát giới thì mình cũng hơi làm biếng. Phải không ạ? Mình cũng hơi làm biếng, chứ mình ráng chút là chắc cũng được. Nhưng mà nếu như ráng nữa thì chắc lại chịu không nổi. Tại vì cái khối óc nó phải chi phối những cái việc to lớn, đó cho nó suy nghĩ những cái việc khó khăn. Bây giờ lấy cái khoảng không ở trong trí óc và cái đôi mắt đi vào những cái việc linh tinh chút chút vậy á, thì không có chịu nổi. Nó hết giờ mất và đầu óc không thể nào chịu nổi. Thành ra mới thấy, ví dụ thương một cái vị làm tổng thống, tổng thống Nhà Trắng ông cần tới 4.000 người giúp đỡ. Cho nên ông trong vòng là 100 ngày ông bổ nhiệm tới 4.000 cái vị trí. Hệ thống của Nhà Trắng đó là cái hệ thống bình thường để cho nó vận hành tốt những gì mà nó đang thực hiện. Và nếu như mà bổ nhiệm mà không khéo sai người thì cũng rất là phiền. Và nếu như mọi người hành động không có theo cái phạm vi của mình thì cũng rất là phức tạp. Cho nên nếu như ông đi quan tâm tới là một người cần phải có email để học cho tiến bộ, trở thành một người dối gian cho đất nước, thì không không ai làm tổng thống nổi, phải không ạ? Thành ra ở đây chúng ta hành Bồ Tát đạo á, cẩn thận là cái tâm làm biếng chơi lười. Nói thì nói cho các vị nghe, chứ thực ra không phải là làm biếng chơi lười, mà ví dụ trong trường hợp vừa rồi tâm của thầy đã hết sức chịu đựng, chứ không phải là làm biếng. Nhưng có những trường hợp là làm biếng, người ta hỏi là mình làm biếng, mình có thời gian, mình có sức, nhưng mà mình làm biếng, mình không nói. Thì rõ ràng ở trong tâm, cái việc đó là làm chướng ngại cái khả năng của người khác tiếp cận tới giáo pháp, và do vậy mà bản thân mình là mất đi cái phước bố thí cho người đó. Hiểu không? Cho nên chướng ngại bố thí pháp cho người khác thì mình có thêm trí tuệ, mà mình không chịu bố thí thì trí tuệ mình hạn xuống, cái công đức bố thí mình nó giới hạn trở lại, do vậy cho nên phước mình nó không thể tăng trưởng lên. Thành ra ở đây gọi là có phạm, tức là tự mình làm hại cái khả năng để mà mình có phước. Nhưng mà trường hợp này không phải do tâm ô nhiễm, cho nên gọi là phạm nhưng mà phi nhiễm. Hiểu chưa hả? Đó. Cho nên từng chữ các vị đạt phải hiểu. Tại sao? Bởi vì đại đa số chúng ta là đều thọ giới Bồ Tát rồi. Những nội dung này mà chúng ta không hiểu sâu sắc
là chúng ta sẽ ứng dụng một cách máy móc mà chúng ta không biết ngõ tu tập, cứ sống theo quán tính, sống theo văn hóa tập khí mà không có sống theo lời chỉ dẫn của Như Lai. Cho nên làm sao chúng ta thành Phật được? Cho nên cố gắng bỏ xuống cái thói quen của mình để tập lên cái thói quen mới, đó là tu tập. Trong trường hợp nào mà không phạm đây, trong trường hợp nào mà người ta hỏi mình không trả lời mà vẫn không phạm, đó là các trường hợp ngoại đạo đến dò xét sửa đoán. Tức là người ta tới người ta hỏi coi thứ là mình số trường của mình sao, số đoạn làm sao, mình dối mặt nào, mình dở mặt nào, mình tốt mặt nào, mình kém mặt nào. Như vậy thì cái tâm của họ không phải là vì pháp, vì thấu hiểu, mà tâm của họ đang dò xét xem chừng. Những trường hợp như vậy, người ta đến với cái tâm ngã mạn, gọi là ngã mạn vấn ấy, trong trường hợp đó mình không cần trả lời. Ví dụ như có Phật tử vô đây hỏi thưa thầy, thầy tu mấy năm rồi thầy? Dạ thầy tu mới mấy tháng à. Nói ôi sao thầy nghe lập Bồ Đề Phật Quốc gần 10 năm mà thầy tu mới tháng? Nói nào 9 năm trước cạo tóc cho mát thôi, mới có tu 2 tháng nay. Mới đầu có tâm phiền não đứng ngày đi mất. Thực ra không phải đến để học pháp, không phải đến làm gì, mà để dò xét xem là ông thầy này tu lâu chưa, và nghĩ rằng tu người tu lâu á là người đó mới thật dối. Họ nghĩ như vậy đó, và họ nói để chi, để cho họ đem cái ưu điểm và khuyết điểm của mình ra để họ cân đo đong đếm, để họ bài bác, chứ không phải để họ có một cái tâm trong sáng là trao đổi sự hiểu biết lẫn nhau. Những người như vậy mình trả lời làm gì hả? Không cần, mất thì giờ. Hoặc là trong trường hợp mình lâm trọng bệnh, tâm cuồng loạn, tức là lúc mình mệt quá, bệnh, và tâm mình nó cuồng loạn, hoặc bằng phương tiện ấy mà thuần phục người ấy, dẫn ra khối nơi thiện, ở nơi bất thiện, đặt để vào chỗ thiện. Nghĩa là trong trường hợp mà người ta hỏi mình có thể mình không nói là bởi vì sao? Bởi vì á, mình muốn dẫn người ta ra khỏi chỗ bất thiện để đặt vào trong cái chỗ thiện. Ví dụ như có những trường hợp mà hướng dẫn nói nhiều lần không thèm nhớ, cứ lơ là, cứ coi thường, rồi tới khi đụng việc không biết đường. Trường hợp đó người ta hỏi mình không nên nói gì nữa hết. Không phải là bây giờ mình ghét, cũng không phải mình hiềm hận, cũng không phải mình lười biếng, nhưng mà vì cái gì? Để cho người ta có một bài học, để cho người ta thấy biết trân trọng cái lời nói của người khác, để cho họ được gì? Họ có sự trưởng thành hơn, có tiến bộ hơn. Vì vậy cho nên không nói gì hết. Trong trường hợp như vậy mình không phạm. Đó chứ hả? À, đó là có những trường hợp này là cho nên không phải lúc nào người ta hỏi mình cũng nói đâu. Có những trường hợp là mình dạy không chịu nói. Ví dụ như bây giờ thầy dạy thế này không chịu học. Khi có chuyện á, bắt đầu chạy tới, tát ngang vô hối những cái việc á, là giống như nếu như người nào dành thời gian đi học một chút là sẽ không hối như vậy. Nhưng mà không thèm gì hết, là không thèm học, không thèm hối gì cả, cứ lơ cho chơi vậy đó. Thậm chí còn bài bác những người đi học nữa. Nhưng khi tới lượt của mình rồi, bắt đầu không hiểu, không biết gì hết. Thì đến hỏi thầy nói nên ghi danh học một khóa. Nói một câu vậy thôi, chứ không biết nói gì nữa hết. Thành ra trường hợp này á, là muốn đặt người ta vào ở trong cái chỗ gì? Cái chỗ thiện, kéo họ ra khối chỗ bất thiện, mà phải nói như vậy. Hoặc bản thân chưa thông suốt pháp ấy, tức là có những trường hợp người ta hỏi mình mà mình chưa có hiểu rõ. Người ta hỏi mình những cái áo nghĩa thâm mật mình không biết làm sao mình nói, mà mình nói bậy cho sai thì làm sao ai chịu. Trong trường hợp đó đương nhiên là mình không nên nói rồi. Trong trường hợp nữa là
hoặc nhận thấy người ấy không có tâm cung kính, không kính thuận, đến nghe bằng cử chỉ thiếu lễ độ. Ví dụ như người ta đến, người ta nói hỏi chuyện với mình, hỏi pháp mình, muốn cầu học, mà người ta không có cung kính, cái thái độ của họ không có cung kính, nói chuyện mất thì giờ. Rồi không cung kính, không kính thuận. Cái chữ mà không cung kính nó khác, không cung kính nó khác, còn không kính thuận nó khác nhau. Cái nó khác chỗ nào biết không? Có một anh chàng Phật tử cách đây mấy ngày đến gõ cửa và muốn trao đổi, muốn thưa chuyện với thầy. Thầy cũng không có tiện hỏi tên, mới tới lần đầu, và có vẻ rằng là cũng yêu thích Phật giáo, cũng lanh lệ, tướng tá cao ráo, cũng ngon lành. Nhưng mà vô hỏi thì rõ ràng là có tâm cung kính mà không có tâm kính thuận. Có tâm cung kính hình như là cô trên đài hoặc là sau đó, thì lúc bây giờ có sự cung kính, nhưng mà không có kính thuận. Cho nên đưa ra những cái nạn vấn, khi mình nghe một hai câu hỏi mình biết liền. Anh mới nói như thế này, anh nói: thưa thầy, bây giờ là một cái xã hội hiện đại, tại sao là Phật giáo cứ dùng những cái chữ mà tiếng Phạn, những chữ Hán, rồi những cái chữ mà chữ Hán cổ, những cái chữ mà nghe xong nó không hiểu gì cả, khó hiểu. Như vậy nó có khó khăn cho người học hay không? Anh hỏi như vậy đó. Anh nói tại sao mình không có làm thành những cái chữ mà nghe là hiểu liền, không tốt hơn sao? Thì thầy nói rằng là anh có thể nào đến trường y khoa, anh bảo người ta phải sửa chữ lại cho anh hiểu, rồi anh mới đi học? Hay là anh phải học những chữ mà người ta đang dạy? Thì lúc đó anh ngồi im ru không biết phải nói. Chúng ta thấy tất cả mọi cái nền triết học nó đều có một số cái thuật ngữ riêng của nó. Có đúng vậy không? Bây giờ học vật lý cũng vậy, học toán học nó cũng có công thức mà. Bởi vì sao? Bởi vì nhất là cái trạng là nguyên lý thì nó phải gom lại một cái biểu tượng mà mình phải hiểu bên trong đó nó là cái gì. Thì trong triết học cũng vậy, triết học Phật giáo, triết học tư tưởng, nhiều khi người ta nói một cái chữ như vậy, trong đó nó hàm chứa rất nhiều, không thể nào dùng quá nhiều chữ, nó dài dòng. Cái tính cô đọng của triết học bao giờ nó cũng vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ làm sao? Thầy hỏi các vị như thế này, thầy hỏi các vị thế này nè, thế nào là thành tựu? Có nghe chữ nói chưa? Thành tựu là gì? Thầy đang nói định nghĩa cho thầy thế nào là thành tựu. Đó, cái chữ nói hàng ngày đấy mà hỏi một cái không biết trả lời á. Thầy đâu nói cái việc làm nó viên mãn hay không viên mãn. Thầy nói thế nào là thành tựu? Hả? Đạt được hiệu quả. Đạt được hiệu quả đó là người ta miêu tả và tác dụng của công việc, nó hiệu quả hay không hiệu quả. Đạt được kết quả là nó không kết quả hay là có kết quả. Thầy nói thế nào là thành tựu? Đó. Người ta ngạ ngứa chưa? Cho nên nó đã nói chữ của mình là mình còn mình nói vậy thôi, chứ mình chưa hiểu thật sâu. Thầy nói ví dụ thế này: mình là chư thiên ở trên cõi trời vô sắc, mình có con mắt không? Hả? Tại sao không? Đúng rồi, cõi trời vô sắc nó không có hình sắc thì sao có con mắt. Cho nên chư thiên trên cõi trời vô sắc là nó không có hình sắc. Họ sống trong tư tưởng mà không có hình dáng thì làm sao mà có con mắt được? Con mắt nó phải có hình dáng đâu chưa? Như vậy thì bây giờ họ hết phước chư thiên cõi trời vô sắc, họ xuống cái cõi, chẳng hạn như là cõi từ nhị thiền tới tứ thiền,
Thì lúc đó chư thiên ở trên cõi trời, nhị thiền tới tứ thiền toàn bộ là có mắt, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, là khi mà họ xuống đó thì con mắt của họ bắt đầu nó hình thành. Trước đó là không có, bây giờ có, gọi là thành tựu. Cho nên trước chưa có, bây giờ có, gọi là thành tựu. Con mắt của thầy có thành tựu không? Ôi bậy, nó đang có thành tựu gì nữa. Cho nên nó đang có thì không thể gọi là thành tựu, đúng chưa? Trước chưa có, bây giờ có, so hai cái phạm vi đó thì gọi là bây giờ so với trước thì bây giờ là thành tựu. Trước chưa có, bây giờ có, gọi là thành tựu. Còn bây giờ nó có rồi, thành tựu gì nữa, đúng chưa? Rồi ta hỏi nữa, như vậy thì con mắt có, như vậy con mắt ấy, có khả năng phân biệt không? Có khả năng phân biệt. Như vậy có phải là lúc nào có mắt cũng đều có thể nhìn thấy hay không? Cái đó là cái người mù, là cái người mù. Nhưng mà không thấy đường là không thấy cảnh, nhưng ấy, nó có khởi thức để thấy không? Người mù nữa nó vẫn thấy một màu đen, tức là khởi thức không, đúng không? Nhưng mà chư thiên cái cõi trời, cái cõi trời nhị thiền trở lên á, tới tứ thiền trở xuống thì con mắt có nhưng mà họ không có thấy. Nó lạ như vậy đó. Bởi vì sao họ không thấy? Đó, chưa hiểu chưa? Chưa hiểu cái điều kiện sống ở trên đó. Điều kiện sống trên đó là người ta sống trong định. Mà khi định thì con mắt nó không có nhìn, đúng vậy không? Khi mình đang thiền định thì con mắt mình đâu có nhìn. Còn mình nhìn thì không có định, đúng chưa? Vậy thì khi nào họ muốn thấy, tức là họ khởi cái gì, cái thức thấy, thì lúc bây giờ con mắt nó mới phát huy cái thức. Cho nên chư thiên có con mắt nhưng mà họ không nhìn. Nhưng mà khi họ nhìn thì là thiên nhãn. Con mắt của nó nhìn tận ở trong tất cả mười phương. À. Và con mắt thiên nhãn này nó như thế nào? Có một cô Phật tử hôm qua tới thưa với thầy, hỏi thưa thầy, tại sao khi con tụng kinh một giờ đồng hồ, con nhắm mắt mà con vẫn thấy là tượng Phật ở trước mặt giống như mở mắt? Hả? Không phải vậy. Phải. Cái đây là cái trạng thái là do nó tịnh xuống cho nên cái thức ấy, nó thấy. Lúc đó cái thức nó thấy không phải là cái trạng thái của nhục nhãn nữa, mà là sự phát huy tịnh thức của gì? Của thiên nhãn. Nè. Cái biểu hiện đó, tại nói tiếp, nó nói như vậy thì thỉnh thoảng cô tụng kinh có thể khiến cho người của cô sẽ bị bay lên. Cô nói đúng rồi. Trước khi cái đầu của nó bay lên đụng tới mái nhà. À, lại cúng dường ở thầy ngàn bạc. Muốn hôm qua nữa. Nói sao thầy biết cái điều đó? Thì nó đó là một cái cấu trúc tự nhiên nó như vậy. Khi người đó ở trong năng lực này thì những năng lực khác nó sẽ sinh ra. Đó. Chúng ta thấy hiểu không ạ? Như vậy thì ở đây chúng ta nói là thế nào là thành tựu? Đó, thì trước chưa có, bây giờ có, gọi là thành tựu. Chứ không phải nói là việc làm nó kết quả như thế nào, hay là việc làm nó có đầy đủ hay là thiếu sót. Người ta không hỏi, người ta hỏi chỗ nào trả lời chỗ đó. Có một chữ thôi mà thấy đã khó khăn rồi. Nghĩa bảo người ta là nói sao cho nó dễ hiểu. Thì giống như là gì? Là cái người học trò mà đồ hối ông thầy ấy, là trở thành là gì? Là học trò của mình vậy đó. Người như vậy thì không thể nào gọi là không kính thuận. Họ có kính trọng, họ có kính trọng, họ có cung kính. Nhưng mà họ không có kính thuận, không có ý là kính trọng và thuận theo, tập theo.
Cũng giống như các vị đi ra mà các vị báo người ta đi đi học cái chữ mà nói là sao tôi hiểu nó, cái tự nhiên bác tôi nhớ nhiều thứ mệt quá. Thì vậy thì đi học gì được? Có phải vậy không à? Đi học là mình phải nhớ thôi. Hoặc là gì? Hoặc bằng cứ chỉ thiếu lễ độ. Trong trường hợp người ta hối Phật pháp mà họ họ có cứ chỉ thiếu lễ độ thì mình không có nên giảng dạy cho họ. Tại sao như vậy? Bởi vì đơn giản là nó không có hiệu quả gì. Và không khéo giáo pháp của Phật nó cũng gì? Nó cũng trở nên tầm thường. Hoặc trong trường hợp nhận biết người ấy có căn tánh chậm lục, dễ sinh tâm kinh sợ do bởi sự thuyết pháp và sự chứng đắc pháp môn cao rộng, nên sẽ phát sinh tà kiến, tăng trưởng tà chấp, bị suy tổn và thiệt hại. Có hiểu câu này không? Câu này dài quá phải không ạ? Chẳng hạn như thế này, người đó họ không có hiểu, họ không hiểu Phật pháp. Đó. Nhưng mà khi mình thuyết pháp mình nói rằng phải tu như vậy, Đức Phật là trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, Phật nói rằng là trên quả địa cầu này không có nơi nào nhỏ như hạt cái mà ta chưa từng bỏ thân mạng vì lợi lạc cho chúng sanh, cho nên ngay khi chúng ta đang ngồi đây cũng có thể đã đang ngồi trên xương máu của Phật, và trong vô lượng kiếp biết đâu chúng ta đã từng sử dụng xương máu của Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tinh tấn tu học. Người này không hiểu gì hết. Người này nói gì hết. Khiếp quá, tu mà như Phật bỏ ra, coi như là quả địa cầu này không có chỗ nào nhỏ nhà cái mà chưa bỏ xương. Vậy thì mình bao giờ mình thành được? Thôi mình biến cho rồi, nghĩ cho rồi. Đây là gì? Là cái tâm tánh chậm lục, dễ sinh tâm kinh sợ. Chậm lục cho nên họ kinh sợ. Có những trường hợp như vậy là mình đừng có nên nói người ta nhiều, đừng bảo người ta nhiều. Bảo người ta là một năm ăn chay được ngày được rồi. Chẳng hạn như là nói này là ăn chay mà cái ngày nào á, mà cái ngày đó là phước báo đầy đủ nhất, ăn một ngày cũng giống như bằng ăn một năm. Đó, chọn ngày mùng 1 Tết phải không ạ? Đó, chúng ta thấy chư tổ hay không ạ? Hay vô cùng. Có những trường hợp đó là hỏi chú có ăn chay không? Dạ không, con ăn chay 5 ngày thôi. Bởi vì con thấy xưa quý ngài dạy con là Tết ăn ngày, là trọn năm ăn rồi á. Ngang điểm đó như vậy là mình phải chịu họ. Chứ mình nói không được, chư tổ nói vậy sai. Nếu người nào đó nói sai, ăn như vậy không có đúng. Mà người mà phân tích một hơi là họ khối ăn luôn á. Hiểu không ạ? Tức là cái căn tính của họ nó chậm lục, nó chỉ được một ngày đó thôi. Là mình phải chấp nhận ngang đó. Rồi. Tức là họ dễ sinh tâm kinh sợ bởi sự thuyết pháp và sự chứng đắc pháp môn cao rộng, nên sẽ phát sinh tà kiến. Ví dụ như thế này, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, trời chúng sanh nó nhiều quá mà mình độ cả mấy người độ không nổi, mà vô biên thể nguyện độ là sao mình độ được? Rồi địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là khi nào địa ngục trống không là chưa có, giờ chưa trống không thì tôi nguyện không thành Phật. Mà bây giờ chúng sanh là liên tục tạo ra những điều xấu ác như thế này thì chắc chắn là phải vô địa ngục chịu quả báo. Như vậy thì làm sao tôi cứu cho nổi, mà mới cứu nó chạy ra rồi nó chạy vô nữa. Như vậy thì chắc chắn rằng cái nguyện đó có vẻ là viễn vông, là hư tướng, thiếu thực tế, đúng vậy không ạ? Con người sẽ suy nghĩ như vậy. Và khi như vậy cho nên họ không thấy rằng ở trong tinh thần vô ngã thì lúc bây giờ không gian và thời gian nó không còn là vấn đề nữa. Và ở trong tư tâm tư của một người vô ngã thì gọi là địa ngục vị không thể bất thành Phật, thành Phật hay không thành Phật điều đó không quan trọng nữa. Rồi chừng nào thành Phật cũng chẳng quan trọng, hay thành liền cũng chẳng sao. Như vậy thì không gian và thời gian hoàn toàn không có tác dụng ở trong cái đạo hạnh này, thì những điều như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng mà đem ra có thời gian, có không gian, có kỳ hạn thì lúc bây giờ chúng ta thấy không chịu nổi.
Thành ra những trường hợp những người như vậy không có nên giảng những cái pháp môn cao rộng khiến cho tâm của họ sinh tà kiến. Rõ chưa hả? Có những trường hợp mà khi mình nói quá sức của người ta là người ta sinh tâm tà kiến. Có một anh chàng nói thưa thầy, ngày xưa con có đi gia đình Phật tử, con lớn lên chút, nhưng mà con bỏ cái chùa, chùa đó con bỏ rồi. Thầy hỏi tại sao bỏ chùa làm sao? Nói con bỏ chùa thì ở nhà cưới vợ, đi làm, nuôi vợ hai đứa con. Mà thầy hỏi lý do tại sao bỏ chùa? Nói cái chùa đấy cứ cúng dường hoài. Thầy hỏi chứ cúng bao nhiêu? Thì nó lâu lâu cúng 50-100 mà con không thích cúng. Con không thích cúng mà thấy cứ mọi người cúng mình không cúng kỳ quá cho nên thôi khỏi đi luôn. Chúng ta thấy có những người như vậy. Thì thưa quý vị, nhưng mà lúc đó là khi mà nói chuyện với anh chàng này thì thầy thấy anh chàng này có cái tâm đó. Có cái tâm đó cho nên thầy không có nói một chút xíu nào Phật pháp, nhưng mà có mấy người khác thì lại khuyến anh này ấy, là nên đi chùa, nên cúng dường. Đó là mình nói sai người rồi phải không ạ? Mình nói sai người rồi. Tại thưa thật các vị, chẳng hạn như các vị này, bây giờ mình đi chùa, mình đã dành tiền, mình cúng dường, mình thấy cái công việc của mình đây là cúng bao nhiêu cũng không có đủ. Và mình thấy mình cúng được cái đồng nào thì giống như đó là một cái niềm vui của mình. Nhưng mà đã chắc gì thân nhân là gia đình của mình, những người bạn bè của mình, họ hàng của mình là người ta hoan hỷ đâu. Khi người ta biết mình mà cúng nhiều là người ta còn ghét nữa đấy. Hoặc là giả là có người không ủng hộ chương trình để thành lập trường đại học, họ sinh tâm tật đố, thì nhiều khi họ cũng chì chiết cái hành động của mình là mê lầm, là sai rồi. Và họ còn nói thầy Quyền Châu là sai lầm, cúng ông này là sai lầm, thế hạn như vậy đó. Ví dụ vậy, thì nó có những trường hợp như vậy. Những cái tâm như vậy á, thì mình không có nên khuyến hóa họ. Nó là vậy đó. Cho nên chúng ta hành Bồ Tát Đạo, chúng ta hiểu rõ căn tánh từng câu, từng người mà ở trong du già này chi rất rõ hết rồi. Chúng ta không chịu thọ trì đúng mức, thành ra chúng ta thường có những cái khiếm khuyết. Chứ còn từng câu từng lời trong này mà chúng ta thọ trì là chúng ta biết mình hành động rất là khôn ngoan. Nó luôn luôn là thích hợp. Những người như vậy nói cho họ thì họ bị suy tổn và thiệt hại, cho nên mình không nên nói. Hoặc là gì? Hoặc là nhận biết rằng khi sở hữu pháp, người ấy sẽ truyền cho không đúng người. Nó có trường hợp này. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa mà một cái vị thầy dạy võ thôi, là người ta gọi là võ đức. Người ta đi kiếm người thật là có đức hạnh để người ta truyền trao những cái ngón ngờ bí quyết. Tại vì võ nó có tính sát hại, thành ra nó phải kén chọn người. Nếu như cái người tánh tình hung bạo, hơi chút ý lại sức mạnh thì truyền trao cho người đó, người đó sẽ gì? Sẽ làm hại người khác. Hoặc giả là truyền trao cho người này, người này họ có xu hướng là truyền trao cho người kia, và người kia là cái người sẽ làm hại cho người này, nhiều khi không làm hại. Thầy nói ví dụ đơn giản thôi nha. Chẳng hạn như mình có một ít tài sản, mình thấy con thương con của mình cho con của mình. Nhưng mà con của mình nó có cái bệnh là sợ vợ. Và nó biết rằng mình biết rằng là con của mình nó không quản nổi cái tài sản đó, mà vợ của nó sẽ thao túng. Và thậm chí vợ nó sẽ làm hết, hư hại hết tài sản đó. Mình biết như vậy ấy, thì mình có cho con mình không? Hả? Hả? Cho nên nếu như cho chút cho nó sống lại được là có trí khôn phải không ạ? Chứ mình cứ nghĩ rằng là mình nhất định phải cho nó, tại nó con của mình. Ở trong chùa cũng vậy nha. Ở trong chùa cũng vậy. Ví dụ như thầy không hiểu tại sao là ông thầy trụ trì nhất định là phải giao cái trách nhiệm trụ trì cho đệ tử của mình. Thì cũng giống như là ngày xưa ông vua mà bất minh, mà ông cứ giao cho cái ông thái tử, mà ông thái tử là phá gia chi tử. Ví dụ chúng ta coi phim Tàu, chúng ta thấy thời Tam Quốc phải không? Thì ông Lưu Bị biết rằng con của mình á đấu là bất tài,
Á Đậu Bất Tài vậy mà cũng cứ giao cái triều đại cho Á Đậu. Đấy. Rốt cuộc nó điều hành không được, bao nhiêu cơ nghiệp, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu thứ tiêu tan hết. Đó là tư tưởng của thế gian. Còn tư tưởng của Phật Pháp thì không phải như vậy. Phật Pháp biết rằng là giảng nói truyền trao cho người đó, thì người đó sao? Sau khi sở hữu rồi, họ sẽ giao cho một, họ giao cho không đúng người. Biết như vậy cũng không giao luôn, không dạy luôn. Nó khó, nó rõ ràng như vậy đó. Sự sáng suốt xa như vậy chứ không phải rằng là chỉ người ta là chỉ làm từ bi không là đủ đâu. Mà nó còn có là gì? Sự kết hợp của trí tuệ sâu xa nữa. Nên mình chưa hả? Từng câu này mà chúng ta thọ trì đầy đủ hết, nó làm cho mình có cái khối óc rất là khôn ngoan, làm việc thường là chính xác. Và mình sẽ biết rằng tất cả nghiệp phước của mình nên tạo trong phương diện nào. Mình đều thận trọng từng câu, từng chữ, từng hành vi. Do vì vậy mà không bố thí pháp, thấy đều không phạm. À, như vậy thì ở đây, trong giới này, không bố thí pháp là phạm, được chưa? Nôm na là phải bố thí pháp. Nhưng mà nếu như vì sự hiềm hận, thù nghịch, tật đố, đó là phạm sâu nặng do tâm ô nhiễm bởi hiềm hận, tật đố, được chưa? Rồi, trường hợp thứ hai là có phạm nhưng mà không có ô nhiễm. Chẳng qua là do cái gì? Do làm biếng, chay lười thôi. Và trường hợp thứ ba là không phạm. Đó là những trường hợp mà đã được nêu. Những tình huống như vậy, cho dù người ta có hỏi mình cũng không nói. Không nói là không phạm. Còn ngược lại, nói là sẽ phạm. Đó chứ hả? Chúng ta học thọ trì vô gia, trí tuệ khôn ngoan, từng việc từng việc, từng câu thế này là chúng ta liệu đó mà chúng ta tính toán. Đấy. Như vậy thì những điều như thế này có phải là còn hơn cha mẹ dạy mình hay không? Nhiều khi cha mẹ dạy mình, sinh ra cho mình, dạy mình cái cuộc sống, cái ứng nhân xử thế, nhưng mà không có đủ sức dạy cho mình tuệ nhãn giải thoát, không có đủ sức dạy cho mình thánh giới để mình hướng tới cái chỗ đạt đến vô thượng bồ đề. Cha mẹ mình không có trí đó, chỉ có Phật, Tổ, Bồ Tát là mới có trí này mới dạy chúng ta. Và những câu chữ này đáng để chúng ta thọ trì học hối một cách nghiêm túc. Và khi mình nhớ được, nhiều khi mình hành động là mình có câu kinh rồi, có câu luật rồi, người mình nó yên tâm lắm. Mình không có sợ là mình làm mất tự tin. Nhiều khi mình làm mình phân vân, không biết trường hợp này mình là tốt hay xấu. Mình không có ý như vậy, nhưng mà nếu như mình lỡ sai thì sao? Cho nên trong thánh giới của Như Lai, nhất là Du Già Bồ Tát khai thị chí rõ cho chúng ta. Học thêm một giới nữa ha. Giới này học nổi không biết nữa. Hình như không có đủ giờ, không đủ giờ học. Bữa sau các vị học thêm một giới, đó là giới không giáo giới. Hồi giới này ngắn, thôi chúng ta học tranh thủ một chút. Bồ Tát ôm tâm hiềm hận, tâm thù nghịch đối với các hữu tình bạo ác phạm giới. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người nào á, tánh tình họ nó hung bạo, họ thường hay phạm giới, mà mình thấy cái người đó mình ghét, mình hận. Điều đó có xảy ra không? Là bình thường thôi. Tại mình thấy cái người nào mà bạo ác hung tàn, cái người nào mà xấu xa, mà thường hay mà phạm giới thì mình ghét, đúng rồi. Cái đó là cái tự nhiên của con người, phải không hả? Nhưng đối với Du Già Bồ Tát mình vẫn phạm. Vì sao? Vì sao? Phải, đừng có quên một điều rằng tâm Bồ Tát luôn luôn trong sáng. Không có bất cứ lý do gì mà hiện lên ở trong tâm Bồ Tát là cái sự hiềm hận. Hiểu chưa? Chính cái hiềm hận đó nó hại mình. Cho nên gặp bất cứ tình huống nào không bao giờ đối sự hiềm hận tồn tại trong người của mình. Đó. Cái đó là nắm được cái cốt tủy của Du Già, hay không nắm chỗ nào là không hết. Câu nào cũng vậy, đó này. Nó có rất nhiều cái lý do mà làm cho mình hiềm hận chứ không phải là ít. Mà cái lý do mà dở hiềm hận ấy là cái người đó gì? Là người bạo ác, là người hung bạo, cái người xấu, cái người bạo động, đúng không? Cái người phạm giới thì mình thấy họ mình ghét rồi.
Mình cứ nghĩ rằng đúng, cái chuyện nó tự nhiên thôi. Nhưng mà trong tinh thần của Du già, rõ ràng ở trong tâm mình bị gì? Bị nhiễm bởi cái gì? Đó. Cái khó ở cái điểm này, chứ nó đâu có dở dàng thọ trì đâu. Cho nên tại sao Bồ Tát là không có ghét cái người tự nhiên mình ghét không nói rồi, nhưng mà người ta xấu mình cũng không được ghét. Tại vì mình ghét là cái ghét đó nó hiện trong tâm mình, nó làm hại mình, thấy không? Và cái ghét đó nó làm chi lấp tâm trí của mình, cái sự hiềm hận đó nó làm cho mình mất đi sự hạnh phúc, mất lòng từ bi, mất đi cái trạng thái trong sáng. Cho nên chúng ta học Du già hay vô cùng. Phải nói những câu thế này á, là chúng ta phải thọ trì, phải ráng tập lắm chứ không dễ dàng gì làm nổi. Đấy. Rồi, đối với này, hữu tình bạo ác phạm giới, bởi duyên do người ấy phạm giới bạo ác mà cố tình rời bỏ. Đó. Không có được bỏ họ. Tại vì họ bị tàn tật ở trong giới cho nên họ đi không nổi. Mình càng phải gì? Phải nâng đỡ, giúp đỡ, lôi kéo họ đi. Đấy. Không chịu giúp ích, ghét bỏ cho họ, không chịu giúp ích. Do vậy cho nên đó gọi là có phạm, có vi việc. Đây gọi là vi phạm thuộc về nhiễm. Nên có những trường hợp mà đối diện thưa thầy, cái người đó họ xấu lắm thầy, thầy đừng giao hảo với người đó. Cái đó là theo nghĩa của thế gian, là người xấu đừng gần. Nhưng mà theo tinh thần của Bồ Tát thì mình có chân lý soi sáng tâm của mình sợ gì người ta? Cho nên mình không sợ gì cả, tại vì mình có chân lý rồi. Và mình nên gần với tất cả, đó chỉ để mình soi sáng họ. Nhất là họ bạo ác, họ xấu, nhưng mà khi họ cần mình giúp, mà mình thấy rằng cái sự giúp đỡ đó có lợi cho họ và có thể là chuyển hóa họ, thì mình cũng nên làm. Đó. Trong trường hợp do biếng nhác chơi lười mà rời bỏ, đó, thấy chưa? Lĩnh vực này là do làm biếng thì vẫn phạm, phải không? Hoặc là do quên lãng mà không giúp ích. Tức là mình quên là cũng không được rồi, nhưng quên thì tâm nó không có hiềm hận, không ghét, cho nên nó không có nhiễm nhưng mà vẫn phạm. Đó gọi là có phạm, có vi việc, nhưng là vi phạm phi nhiễm. Vì sao vậy? Không phải các Bồ Tát chỉ khởi tâm lân mẫn muốn đem lại lợi ích cho hữu tình, mà các nghiệp thân ngữ ý hiện hành tịch tỉnh trì giới thanh tịnh, nhưng Bồ Tát cũng còn hành động hướng đến các hữu tình phạm giới bạo ác gây các nhân khổ. Lòng thương của Bồ Tát gọi là gì hả? Đó. Gì hả? Tức là gì? Bình đẳng độ oán thân. Nhớ pháp Lạc Âm ghi câu gì không? Đời ác trược tâm tối, Bồ Tát gì? Đời ác trược tâm tối, bình đẳng độ oán thân. Cái đời ác trược tâm tối này, một vị Bồ Tát bình đẳng cứu độ người oán cũng như người thân của mình. Các vị lấy pháp Lạc Âm mà thầy ghi từng câu là chân lý siêu việt của Bồ Tát. Đời ác trược tâm tối, Bồ Tát gì? Bồ Tát bình đẳng độ oán thân. Điều này phải cân nhắc mà hành động, chứ không khéo là chúng ta sẽ trách nhầm. Ở đây Phật tử trách nhầm thầy trường này rất là nhiều. Mình ghét ghét người nào mà thầy mà thấy giúp người đó là bắt đầu mình ghét luôn cả thầy. Mình nói thầy tướng chừng những bất minh, người như vậy mà sao thầy cũng cứ như vậy. Tại vì sao? Bởi vì nhờ như vậy cho nên họ còn thấy rằng họ còn được sự che chở. Như vậy họ còn thấy rằng là ở trong tăng còn có những cái vị cao thượng. Họ còn khi nào, lúc nào đó họ thấy rằng là họ sẽ giống như cái sự hồi tính á, thì họ sẽ nhận ra. Còn trong trường hợp nào mà không phạm, đó là trường hợp tâm cuồng loạn hoặc là muốn bằng phương tiện ấy mà thuần phục người kia, nói rộng như đoạn trước vậy đó. Hoặc vì để hộ trì tâm của hữu tình khác, hoặc chấp hành tăng chế, vì vậy cố tình rời bỏ, không giúp ích, thấy đều không phạm. Tức là trong trường hợp mà tăng họ yết ma không giúp người đó, thì mình theo lệnh tăng, hoặc gì, hoặc đỡ cho người ta khổ một chút, đỡ cho người ta có kinh nghiệm, người ta trưởng thành. Chứ không phải rằng là mình ghét gì cả, nhưng mà đỡ cho người ta thấm thía một chút, rồi sau đó mình sẽ giúp đỡ. Trong trường hợp như vậy thì không có phạm, hiểu chưa hả? Như vậy thì ở đây giáo giới thứ không giáo giới
là giới thứ bảy. Nếu chúng ta thực hiện trọn vẹn tất cả những điều này thì chúng ta thành tựu được công đức bố thí. Được chưa hả? Hôm sau chúng ta sẽ đi vào những cái giới mang tính là chướng ngại trì giới. Tức là nếu chúng ta mà vi phạm những điều này thì sẽ ảnh hưởng năng lực trì giới của chúng ta. Cảm ơn các vị lắng nghe. Chúng ta dừng ngang đây. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đây.